Hai nhất ba cẩn trong biệt động Sài Gòn, Hồng Vân sợ không dám lại gần U80 vui thú Điền Viên. Diễn viên Hai Nhất đóng vai phản diện ba cẩn trong biệt động Sài Gòn cực đạt và khiến người khác nghĩ ông luôn dữ dằn. Tuy nhiên khi tiếp xúc với ông, ai cũng nhận xét Hai Nhất một con người dễ gần và hiền lành. Nghệ sĩ gắn liền với những vai phản diện kinh điển trên màn ảnh. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày lên sóng, nhưng đến nay, Biệt động Sài Gòn vẫn là bộ phim kinh điển về đề tài cách mạng trên màn ảnh Việt. Không chỉ lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, tác phẩm còn đem đến tiếng tăm cho các diễn viên tham gia, trong đó phải kể đến trùm phản diện ba cẩn do nghệ sĩ Hai Nhất thủ vai. Nghệ sĩ Hai Nhất tên thật là Nguyễn Mai A, sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Thời trẻ ông đi bộ đội lại có niềm đam mê văn nghệ nên được phân công vào đội văn nghệ của đơn vị. Năm 1978, nghệ sĩ ra quân về quê rồi sau đó vào Nam lập nghiệp. Tại Sài Gòn để trang trải cuộc sống, vợ Hai Nhất thuê nhà mở quán buôn bán và kiếm sống, còn ông thì đi lang thang mọi nơi để xin việc làm. Trong một lần đến hãng phim Giải Phóng, ông tình cờ gặp được đạo diễn Hồng Sến. Thấy Hai Nhất phù hợp với vai diễn mình đang tìm kiếm, Hồng Sến hỏi: "Đang kiếm việc làm à? Có muốn làm diễn viên không?" Vậy là Hai Nhất bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy từ đó. Trong suốt 40 năm gắn bó với màn ảnh, nghệ sĩ Hai Nhất đã tham gia hàng trăm bộ phim. Hình ảnh của ông gắn liền với những vai phản diện, nếu không là kẻ phản bội thì cũng là gã lưu manh, tướng cướp, lính ngụy. Nam nghệ sĩ bảo có lẽ mặt ông phù hợp với vai phản diện nên mới thường xuyên được các đạo diễn nhắm trúng kiểu vai này. Thời điểm đóng Biệt động Sài Gòn, Hai Nhất đã 35 tuổi. Sau thành công của bộ phim, nam nghệ sĩ nổi tiếng đến mức đi tới đâu người ta cũng gọi ông là ba cẩn. Ông từng hài hước chia sẻ rằng mình đã chết vai ba cẩn trong suốt một thời gian dài. Sau này Hai Nhất còn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Tiếng Cú Đêm, Kẻ Giấu Mặt, Con Gái Ông Trùm, Tên Cướp Đêm Vượt Biên Máu Lạnh, Lời Tạ Từ Trong Đêm, Những Người Con Biệt Động Sài Gòn. Đặc biệt vào năm 2011, vai Bảy Xoài trong phim Những Người Con Biệt Động Sài Gòn đã đem về cho nghệ sĩ Hai Nhất giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 31. Dù đóng đinh với vai phản diện nhưng Hai Nhất tự hào khi cũng có được một vai chính diện để đời là vai đại úy Ba Dừa, anh hùng liệt sĩ của tỉnh Khánh Hòa trong bộ phim Nhiệm Vụ Hoa Hồng của cố đạo diễn Hồng Sến. Đây cũng là vai diễn người chiến sĩ anh hùng đầu tiên mà ông đóng. Nói về nghề, cách đây vài năm trên báo Công an Nhân dân, nghệ sĩ Hai Nhất thổ lộ rằng đời ông đã trải qua nhiều nghề, đi bộ đội làm lái xe bốc vác, nhưng chưa có nghề nào khổ và vất vả như nghề đóng phim. Diễn viên là một thứ nghề rất khổ, khổ lắm. Mặc dù vậy, ông chưa hề có giây phút ngơi nghỉ, cứ hết kịch bản này đạo diễn lại đưa cho đề cương phim khác. Lắm lúc ông cũng nghĩ mình già cả rồi nên nghỉ ngơi, nhưng rồi những kịch bản hay lại lôi cuốn ông và cứ như thế đóng phim đến giờ. Cuộc sống sung túc con cháu đề huề ở tuổi U80. Vì nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai phản diện quá đạt nên nhiều khán giả nhầm tưởng ông là người ghê gớm dữ dằn, nhưng thực ra ở ngoài đời ngôi sao Biệt động Sài Gòn lại dễ gần hiền lành và không thích ồn ào phô trương. Ở tuổi U80, Hai Nhất có cuộc sống kính tiếng viên mãn ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nam nghệ sĩ không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh mà chủ yếu hoạt động nuôi yến kinh doanh. Theo nhiều nguồn tin, dường như hầu hết anh em của nghệ sĩ Hai Nhất đều là những nhà doanh nghiệp có tiếng. Điểm chung của họ chính là tình yêu dành cho văn nghệ. Trên báo Thanh Niên còn viết ngay cả em trai út của nghệ sĩ Hai Nhất cũng dạt dào tâm hồn văn nghệ và đang là tổng giám đốc một resort lớn ở khu suối cát Phan Thiết. Trong chương trình Cướp Vui Vẻ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng tiết lộ công việc làm ăn của nghệ sĩ Hai Nhất rất phát đạt. Anh Hai Nhất ở ngoài rất giàu, ông chủ bự nhưng vì đóng vai phản diện quá đạt nên chúng tôi sợ không dám lại gần. Hồng Vân nói, vì điều kiện kinh tế khấm khá nên nghệ sĩ Hai Nhất hiện không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền mà dành nhiều thời gian để tận hưởng tuổi già bình yên bên con cháu. Đặc biệt ông có một người con trai theo nghiệp gia, đó là diễn viên Thành Đạt. Trong làng giải trí, Thành Đạt được coi là đại gia ngầm, không chỉ được yêu mến trên màn ảnh qua các bộ phim như Quán Kem Tình Yêu, Sống Tình, Hương Phù Sa, anh còn mắc tay trong việc kinh doanh. Nhờ đó con trai Hai Nhất hiện có cuộc sống hạnh phúc, sang chảnh bên ca sĩ Hải Băng và các con. Mới đây nghệ sĩ Hai Nhất đã có dịp hội ngộ cùng dàn diễn viên Lời Tạ Từ Trong Mưa. Được biết ông, con trai Thành Đạt và gia đình đã tổ chức một bữa tiệc để tiếp đón mọi người thật chu đáo. Tình cảm nhân 28 năm phim ra mắt, hình ảnh của buổi gặp gỡ này sau đó đã được diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân.